Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 8, chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê kè và các công trình hộ bờ huyện Hưng Hà. Khu công nghiệp Liên Hà Thái thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kế hoạch xây dựng, đặc biệt là vấn đề môi trường. Nhiều người tự ý sử dụng thuốc Tamiflu để điều trị cúm A. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022, chiều nay đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê kè và các công trình hộ bờ đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại huyện Hưng Hà. Đoàn đã đến kiểm tra giám sát kết quả thực hiện nghị quyết số 18 ngày 26 tháng 5 năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp các công trình hộ bờ chống sạt lở, bảo vệ các tuyến sông trọng điểm tỉnh Thái Bình. Nghị quyết số 12 ngày 14 tháng 5 năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kè Nhâm Lang, đoạn từ km 9+100 đến km 10+200 đê Hữu Luộc, huyện Hưng Hà. Nghị quyết số 65 ngày 24 tháng 8 năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách đê tả Trà Lý, đoạn từ km 2+900 đến km 6+600 và kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên, huyện Hưng Hà. Tại các điểm kiểm tra giám sát, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là những dự án trọng điểm đáp ứng yêu cầu cấp bách, đảm bảo chống sạt lở chân đê, mái kè tại những điểm sung yếu của tuyến đê, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản nhân dân trong khu vực, cũng như đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng chống thiên tai bão lũ, đồng thời tạo môi trường cảnh quan sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà chủ động phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn tất thủ tục trích lục, trích đo, sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công những hạng mục còn lại, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo chất lượng đúng tiến độ theo đề án đã phê duyệt, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng một cách hiệu quả. Cũng trong chiều nay, kiểm tra tiến độ tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa quốc gia Lăng Mộ và đền thờ các vua Lê, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu tại thị trấn Hưng Nhân, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ngành đơn vị liên quan sớm khảo sát đánh giá chi tiết hiện trạng công trình, xác định phương án tu bổ tôn tạo hạng mục công trình thực sự cấp thiết này, đồng thời chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện tu bổ tôn tạo tổng thể di tích, đáp ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của nhân dân trong vùng và du khách thập phương. Sáng nay, đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống thiên tai do đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả với bão số 1, bão số 2, lũ trên sông Trà Lý, cũng như các đợt dông lốc, sét và mưa lớn, kịp thời xử lý các sự cố về đê điều. Thái Bình cũng kiến nghị Tổng cục Phòng chống thiên tai bố trí kinh phí trung hạn và các nguồn vốn khác để đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như kinh phí để tỉnh triển khai nâng cấp một số tuyến đê, nghiên cứu trong bổ sung một số vị trí bãi bối, điều chỉnh nắn một số tuyến đê phù hợp với yêu cầu thực tế trong phòng chống thiên tai cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đánh giá cao những nội dung công việc tỉnh Thái Bình triển khai trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua. Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể vào một số kiến nghị đề xuất của tỉnh trong triển khai thực hiện một số dự án nâng cấp, điều chỉnh, nắn một số tuyến đê phục vụ tốt hơn nhiệm vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời khẳng định sau buổi làm việc hôm nay, Tổng cục sẽ phân công cụ thể cán bộ phối hợp với tỉnh trong triển khai các công việc cũng như dự án đê điều trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh
đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc cụ thể với Tổng cục Phòng chống thiên tai để tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện dự án đê tuyến 1 xã Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến, huyện Kiến Sương và một số dự án đê khác, thường xuyên báo cáo về tỉnh và chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn để dự án triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn Tổng cục Phòng chống thiên tai tiếp tục nghiên cứu bố trí các nguồn vốn để giúp tỉnh triển khai các dự án nâng cấp một số tuyến đê. Đồng chí cũng yêu cầu Chi cục Thủy lợi nghiên cứu tham mưu cho tỉnh bổ sung một số vị trí bãi bối thuộc các tuyến đê sông trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phục vụ tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu nhằm tạo cảnh quan, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai trên địa bàn quản lý. Nhân dịp này, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã tặng Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình một số tài liệu và sách nghiên cứu chuyên ngành về lĩnh vực thủy lợi đê điều, qua đó giúp Thái Bình có thêm những nguồn tư liệu quý cũng như nâng cao hơn nữa về chuyên môn trong triển khai các nhiệm vụ phòng chống thiên tai thời gian tới. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh tại huyện Tiền Hải. Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại vị trí tổ chức diễn tập, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác chủ động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy chính quyền huyện Tiền Hải đã quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập. Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng tham gia diễn tập, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, chủ động tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phối hợp với các sở ban ngành khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh bổ sung xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong sở chỉ huy diễn tập, chuẩn bị tài liệu văn kiện vận hành cơ chế hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập, khảo sát các vị trí diễn tập thực binh và tiến hành luyện tập các nội dung thực binh, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ cho khung diễn tập và các thành phần tham gia diễn tập, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế, thể hiện được sức mạnh phòng thủ của tỉnh và địa phương. Đây là cuộc diễn tập lớn, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, do đó quá trình huấn luyện và thực hành diễn tập phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, chú trọng làm tốt công tác dân vận tại nơi huấn luyện và đóng quân, để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh diễn ra an toàn, đạt hiệu quả cao nhất. Sáng nay, đồng chí Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư. Xã Dũng Nghĩa có 9 thôn với hơn 5.400 nhân khẩu. Thời gian qua, địa phương đã lồng ghép hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. An ninh trật tự luôn được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đoàn thể, đơn vị, các thôn đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc những năm tiếp theo. Cũng trong sáng nay, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự và chỉ đạo hội thao Trung đội Dân quân Cơ động tỉnh Thái Bình năm 2022. Tham gia hội thao lần này có gần 230 cán bộ chiến sĩ Trung đội Dân quân Cơ động của 8 huyện thành phố. Nội dung hội thao đối với Trung đội Dân quân Cơ động gồm duyệt đội ngũ, đội hình cấp trung đội, đồng diễn võ thể dục tay không. Đối với trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, chỉ huy trung đội, tiểu đội thực hành xử trí một tình huống trong đề mục trung đội tiểu đội dân quân cơ động bảo vệ và đánh chiếm lại mục tiêu khi có gây rối bạo loạn, bắn súng tiểu liên AK-1. Đối với chiến sĩ dân quân cơ động, mỗi trung đội chọn 3 tổ tham gia 3 môn quân sự phối hợp, bắn súng tiểu liên AK-1, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang. Hội thao là dịp để đánh giá kết quả công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện ở cơ sở, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy quản lý huấn luyện của trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, rèn luyện khả năng chiến đấu và thể lực cho dân quân cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Học sinh bậc học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29 tháng 8. Nhiều người tự ý sử dụng thuốc Tamiflu để điều trị cúm A. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị thống nhất kết quả giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất.
Những năm qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất được các đơn vị chức năng và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị có liên quan đến hoạt động đấu giá luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi của người mua được tài sản, tạo nguồn thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, phục vụ đầu tư xây dựng các dự án để phát triển kinh tế xã hội. Tiền Hải là địa phương có số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất lớn nhất, số tiền thu ngân sách các cấp đạt hơn 5.600 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn vướng mắc, nêu lên kiến nghị đề xuất các hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Khu công nghiệp dịch vụ đô thị Lê Hà Thái đang thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kế hoạch xây dựng, dành tối thiểu 10% diện tích đất trồng cây xanh. Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp phải dành tối thiểu 20% diện tích đất trồng cây xanh nhằm giảm hiệu ứng nhà kính và hướng đến tạo cảnh quan sinh thái phục vụ mục đích phát triển công nghiệp bền vững. Theo kế hoạch, 10 vạn cây xanh sẽ được ban quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp dịch vụ đô thị Liên Hà Thái triển khai trồng trong năm nay. Để đảm bảo kế hoạch này, ngay từ khâu quy hoạch xây dựng, ban quản lý khu công nghiệp đã dành quỹ đất để trồng cây xanh thảm cỏ công cộng ngay trong khu công nghiệp, đồng thời thành lập đội cây xanh trực thuộc ban quản lý để tổ chức chọn tạo và ươm giống cây phục vụ cho công tác trồng và chăm sóc các mảng xanh trong khu công nghiệp. Việc trồng cây xanh được tổ chức theo giải liền khối và trồng xen kẽ giữa các công trình xây dựng ở giải phân cách đường giao thông, hành lang công trình và phù hợp không gian kiến trúc khu vực xung quanh. Chi phí cho việc trồng cây xanh tại các hạng mục công cộng của khu công nghiệp dự kiến trên 50 tỷ đồng. Thưa quý vị, Hưng Hà là huyện về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2015. Hành trình đó đã mang tới cho địa phương này một diện mạo mới, sức sống mới, là động lực để huyện tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hưng Hà phấn đấu đến năm 2025 có 30% số xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Phát huy kết quả đạt được cùng với những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, huyện Hưng Hà chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Căn cứ tiêu chí các địa phương duy trì và khai thác hiệu quả giá trị hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp. Hiện huyện Hưng Hà đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm Chí Hòa, Hòa Bình, Tiến Đức, Hồng An. Theo lộ trình đến năm 2025, toàn huyện phấn đấu có 30% số xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, có 10% số xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, 15 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, có từ 5 xã trở lên không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 7-8 triệu đồng trên một năm. Thưa quý vị và các bạn, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những mục tiêu lớn của ngành ngân hàng. Thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ hiện đại triển khai các ứng dụng thanh toán trực tuyến cùng nhiều chương trình ưu đãi khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều năm gắn bó với nghề kinh doanh vận chuyển hàng hóa, anh Phú ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình càng cảm nhận rõ hơn về những tiện ích của dịch vụ chuyển tiền trực tuyến. Ngày xưa ra ngân hàng cứ phải cầm túi tiền, nó cũng không được an toàn lắm. Nhưng mà mình có điện thoại thì mình chuyển tiền thì chuyển cái là nó người ta nhận được ngay, mà cái hai là đi các siêu thị mọi chỗ là mình quét cái mã QR phát là nó hiện lên luôn giá cả mọi cái, nó cũng nhanh gọn. Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp cũng như góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, giúp khách hàng thuận tiện khi giao dịch, đặc biệt là tránh được những rủi ro không đáng có. Đối với các cái kênh thanh toán, kênh giao dịch của ngân hàng, từ chuyển đổi từ thanh toán ngoài trong quầy sang thanh toán ngân hàng điện tử, tức là khách hàng chỉ cần giao dịch qua các cái thiết bị thông minh, ví dụ như điện thoại và hoặc là máy tính mà có kết nối internet, thì khách hàng có thể là hoàn toàn ở nhà và tự thanh toán hóa đơn rồi điện nước, chuyển tiền cũng như là tra cứu số dư, lịch sử giao dịch và thanh gửi tiết kiệm rồi trả nợ vay. Việc ứng dụng công nghệ và đầu tư trang thiết bị hạ tầng phục vụ cho các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được các ngân hàng quan tâm chú trọng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 200 máy ATM, hơn 920 thiết bị chấp nhận thẻ POS, 175.000 lao động các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp được trả lương qua tài khoản. Từ đầu năm đến nay, doanh số thanh toán qua ngân hàng đạt hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt chiếm khoảng 76%, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Để đẩy mạnh cái thanh toán không dùng tiền mặt, chúng tôi đã thực hiện là miễn phí tất cả các phí dịch vụ trên tài khoản thanh toán cũng như là phí dịch vụ chuyển tiền tại quầy cho khách hàng, và đẩy mạnh
cho khách hàng sử dụng cái thanh toán qua hình thức công nghệ số, ví dụ như là mở tài khoản, phát hành thẻ và tạo mã QR cho khách hàng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng chủ động rà soát, đánh giá, phát triển hợp lý mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, điểm đặt máy giao dịch tự động, thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ, triển khai mở rộng các điểm bán lẻ và thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ trực tuyến để thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử. Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay, toàn tỉnh ghi nhận 33 ca F0 mới. Hiện toàn tỉnh đang quản lý, giám sát điều trị hơn 400 ca F0 tại các cơ sở thu dung, bệnh viện và tại nhà. Trước sự xuất hiện của hàng loạt biến thể phụ, khiến tình hình dịch COVID-19 có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và Việt Nam, Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường quản lý, báo cáo ca mắc COVID-19. Trong đó, yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn, gây khó khăn cho việc dự báo, đánh giá tình hình dịch. Tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19, chỉ đạo theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Về thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến nay, Thái Bình đã triển khai được 52 đợt tiêm với tổng số hơn 4.117.000 mũi tiêm được thực hiện. Cụ thể, đối với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 86,07%, mũi 4 đạt 57,46%. Trong đó, 3 địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt trên 100% là Kiến Sương, Tiền Hải và Đông Hưng. 2 địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 dưới 70% là Quỳnh Phụ 66,33% và thành phố 69,05%. 2 địa phương có tỷ lệ tiêm mũi 4 rất thấp là Vũ Thư 26,23% và Đông Hưng 35,90%. Đối với nhóm từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 nhắc lại đạt 23,66%. 2 địa phương đang có tỷ lệ tiêm dưới 20% là Quỳnh Phụ 10,57% và Hưng Hà 18,61%. Đối với nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 74,56%, mũi 2 đạt 41,59%. Riêng Tiền Hải và thành phố đều có tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ trong độ tuổi này khá thấp. Mặc dù đa phần các bậc phụ huynh đồng thuận cho con em mình tiêm chủng, tuy nhiên hiện tỷ lệ tiêm vẫn chưa đạt tiến độ do đang trong thời gian nghỉ hè nên tiến độ tiêm mũi nhắc lại cho trẻ còn chậm. Dự kiến cuối tháng 8 và đầu tháng 9, sau khi trẻ đi học trở lại, sự phối hợp giữa các đơn vị y tế và các nhà trường sẽ thuận lợi hơn. Tiến độ tiêm trong nhóm tuổi này sẽ được đẩy nhanh hơn để đảm bảo an toàn phòng dịch cho trẻ khi bước vào năm học mới. Thêm một thông tin đáng lo ngại về việc lạm dụng thuốc trong điều trị. Thưa quý vị, cúm ma bùng phát bất thường kéo theo tình trạng nhiều người tự chẩn đoán bệnh của mình rồi đi mua thuốc cúm Tamiflu mà không cần đến thăm khám kê đơn của bác sĩ. Đây là một việc làm rất nguy hiểm vì việc tự ý điều trị sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Tại một số hiệu thuốc, người bán cho biết Tamiflu đã hết hàng hoặc được đặt nhưng vẫn đang trong danh mục chờ. Một số chủ hiệu thuốc lý giải việc cúm A bùng phát trái mùa, tâm lý người dân lo lắng đã chủ động đi mua thuốc dự phòng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc khan hiếm thuốc tạm thời. Bây giờ nhà em đang hết 2 hôm nay, giá lung tung ấy, nên là không dám nhập về bán. Bọn em nhập nhưng mà thực ra nhà sản xuất thì cũng không có hàng, không giao hàng cho bọn em được. Việc tự ý mua Tamiflu không chỉ dẫn đến tình trạng khan hàng, thậm chí là loạn giá loại thuốc này, mà còn gây hại trực tiếp đến người sử dụng. Nhiều tuần nay, các bệnh viện cũng đã ghi nhận rải rác một số trường hợp nhập viện vì tác dụng phụ của Tamiflu như nôn nhiều, tiêu chảy hoặc gây độc thận ở những người có bệnh thận. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự ý mua Tamiflu để điều trị cúm vì thuốc Tamiflu hiện nay chủ yếu sử dụng đối với bệnh nhân mắc cúm nặng hoặc có nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Với những người không có bệnh lý nền, khỏe mạnh, khi mắc cúm triệu chứng nhẹ, việc dùng Tamiflu là không cần thiết. Tamiflu này thì nó là một trong những cái thuốc kháng virus. Thế nhưng nếu như dùng không đúng chỉ định, dùng không có chỉ dẫn của bác sĩ, không được khám bệnh kê đơn tư vấn của bác sĩ, dùng nhiều và dùng sai chỉ định thì sẽ dẫn đến kháng thuốc mà sẽ làm cho bệnh có khi trầm trọng hơn, các lần mắc sau là bệnh nặng lên. Theo các chuyên gia y tế, 80 đến 90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Những trường hợp sốt cao kéo dài liên tục, tổn thương phổi thì mới cần nhập viện. Ngoài thuốc Tamiflu, bác sĩ sẽ dùng nhiều loại thuốc khác để phối hợp điều trị. Những trường hợp mắc cúm nhưng chỉ ho, chảy nước mũi, sốt nhẹ, chụp X-quang phổi không có tổn thương thì chỉ cần điều trị ngoại trú, nâng cao thể trạng để bệnh tự khỏi.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành kế hoạch năm học 2022-2023. Theo đó, học sinh bậc học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29 tháng 8 tới. Riêng đối với học sinh lớp 1, lớp 10 sẽ tựu trường vào ngày 22 tháng 8 năm 2022. Thời gian khai giảng năm học là ngày 5 tháng 9 năm 2022. Cũng theo kế hoạch năm học, các nhà trường sẽ kết thúc học kỳ 1 trước ngày 15 tháng 1 năm 2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2022-2023 đang đến gần. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để chào đón năm học mới. Phóng sự được thực hiện tại huyện Quỳnh Phụ. Bước vào năm học này, giáo viên và học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở An Ấp đón niềm vui lớn. Dãy nhà 2 tầng gồm 4 phòng học và các phòng chức năng, sân thể dục được đơn vị thi công hoàn thiện và bàn giao cho nhà trường sử dụng. Đây là điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Cái cơ sở vật chất đã được trang bị cũng tương đối là đầy đủ, phục vụ tốt nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh và đặc biệt là đảm bảo được các tiêu chí của nông thôn mới nâng cao và phục vụ cái việc mà trường đạt chuẩn 2. Trường tiểu học và trung học cơ sở An Thái cũng tích cực chuẩn bị cho năm học mới khi nhanh chóng triển khai các gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học, bổ sung bàn ghế học sinh, đặc biệt là các trang thiết bị dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% các phòng mà thay mới toàn bộ hệ thống bàn ghế theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục. 100% các phòng đã được đầu tư hệ thống TV thông minh, màn hình cảm ứng 65 inch và một hệ thống máy tính kết nối TV để phục vụ cho việc dạy và học. Năm học 2022-2023, toàn huyện Quỳnh Phụ có khoảng 50.000 học sinh các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đến thời điểm này, các trường ở tất cả các cấp học trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới, sẵn sàng đón học sinh tựu trường. Nhà trường cũng cho các cô là vệ sinh toàn bộ đồ dùng đồ chơi, đấy, rồi đồ chơi trong lớp cũng như là ngoài lớp như ở cái đồ dùng ngoài trời thì cũng sơn sửa lại để cho đảm bảo rồi kiểm tra thật an toàn thì để các cháu đón các cháu đến trường. Các đơn vị đang tích cực bồi dưỡng giáo viên rồi phân công chuyên môn, chuẩn bị về để đồ dùng đồ chơi rồi thiết bị dạy học. Đặc biệt là trong cái năm học này thì các đơn vị nhà trường cũng vẫn tiếp tục là làm tốt công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch, sẵn sàng cho cái công tác khai giảng năm học mới. Năm học mới đang đến gần, các trường tại huyện Quỳnh Phụ đang với khí thế mới, quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phấn đấu trở thành huyện dẫn đầu về chất lượng giáo dục. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo là thời lượng của mục Tiếp sức đến trường. Thưa quý vị và các bạn, mỗi em nhỏ mà chúng tôi kêu gọi giúp đỡ đều có những khó khăn riêng. Và hôm nay, trong chương trình Tiếp sức đến trường, mong muốn chia sẻ câu chuyện của hai chị em Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Hoài An ở xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải.